Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, ngân hàng chính sách xã hội phát dây từ nguồn vốn quỹ thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 388 tỷ 583 triệu đồng, tăng 57 tỷ 222 triệu đồng so với năm 2021 các quận quyền chuyển đổi nguồn vốn quỹ thác cho vay cao như Vĩnh Thạnh 5 tỷ 666 triệu đồng, Thốt Nốt 4 tỷ 166 triệu đồng, Cờ Đỏ 3 tỷ 878 triệu đồng, Thới Lai 3 tỷ 857 triệu đồng và thấp nhất là Ô Môn 2 tỷ 98 triệu đồng. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm chuyển vốn ngân sách để cho dây hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 425 hộ nghèo cận nghèo và 2.155 hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh. 12.814 lao động có việc làm, 286 học sinh sinh viên mới có điều kiện học tập, 3.599 hộ xây dựng và cải tạo 7.016 công trình nước sạch và vệ sinh. Qua đó, tích cực góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Cần Thơ.